Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với vlog của Bò. Thì ngày hôm nay Bò có mời đến với vlog của mình một bạn rất là đặc biệt. Và bạn đó sẽ chia sẻ chúng ta về một vấn đề mà bạn đó tự chọn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi bạn đó sẽ nói về vấn đề gì nhé. 1, 2, 3, go! Xin chào các bạn, tôi là Vương Bảo, là học viên của lớp T5. Hôm nay tôi nhận được một cái chủ đề để trình bày quan điểm về áp lực học tập. Đa phần học sinh của lớp tài năng nói chung, ổn nói riêng và những cái người mà đang xem video này đều là những cái người mà đang thụ hưởng một cái chương trình giáo dục tại Việt Nam. Chúng ta đang là học sinh và hằng ngày chúng ta vẫn làm những cái công việc của mình. Chúng ta đi học, chúng ta hoàn thành những cái nghĩa vụ đối với cha mẹ. Và điều đó là một cái điều hết sức là cần thiết. Nhưng có một cái thứ mà bạn phải nhìn nhận, đối diện nó. Đó là cái vấn đề tự tử vì áp lực học tập. Ok, có rất là nhiều cái chết vì những cái lý do trong học đường. Ví dụ như là cái chết vì tai nạn. Thứ hai, cái chết vì yêu đương nhanh nhất. Thứ ba là cái chết vì bệnh tật, vân vân. Thì những cái vấn đề đó chúng ta không xét. Cái đáng nói ở đây là cái chết vì áp lực học tập thi cử. Hàng năm có bao nhiêu trường hợp tử vong vì áp lực học tập thi cử? Không được nói tới. Hàng năm có bao nhiêu trường hợp học sinh phải dọn ra nhà ở riêng vì áp lực học tập thi cử? Không được nói tới. Chúng ta thay vì nhìn nó, đối diện nó bằng một con mắt cảm thông thì chúng ta lại lựa chọn cách là chê ghét nó. Chúng ta thay vì đối diện giải quyết nó thì lại tìm cách để lấp liếm nó, để che đậy nó và coi nó như là một cái sản phẩm thất bại của giáo dục. Và thật ra nguyên nhân gián tiếp và gần nhất là hệ thống giáo dục. Đây không phải là một cái sự trách cứ, đây cũng không phải là một cái sự đổ lỗi. Bởi vì nếu truy ra mà nói thì bởi vì người ta không cảm nhận được cái sự an toàn, cái năng lượng bình an khi mà người ta đang được học trong môi trường giáo dục này. Nói về khái niệm của con ngoan trò giỏi theo góc nhìn của một số gia đình hoặc là nhà trường ở Việt Nam, thế nào là con ngoan trò giỏi? Theo tôi, góc nhìn của tôi, đó là một cái sự ngắm hoàn toàn những cái gì được truyền dạy và mọi người nhìn vào đó bằng một cái con mắt là hài lòng về năng lực của cái người đó. Nếu như mà là một cái người học sinh, thay vì người ta nên khuyến khích học sinh tiếp cận thì người ta lại bắt buộc nó phải thụ hưởng 100%. Mà có một câu nói về giáo dục là giáo dục phải đào tạo ra những con người biết suy nghĩ chứ không phải đào tạo ra những con người biết vâng phục. Bởi vì người ta, khi mà người ta có được suy nghĩ, người ta sẽ biết vâng phục với cái gì và vâng phục như thế nào. Về khái niệm con ngoan trò giỏi là như vậy. Còn khái niệm về áp lực học tập thi cử trong học đường thì được nhìn nhận như thế nào? Đó là một cái tâm lý đè nén, căng thẳng về cái vấn đề học tập của mình. Về tác hại của cái hiện tượng này như thế nào? Trước hết là gây một cái hậu quả đau đớn, hậu quả tiêu cực về sức khỏe thể lý. Học sinh sinh viên Việt Nam đi học ở xa, ở nội trú là những cái con người mà nhịn đói số 1 thế giới. Học sinh học nội trú là một trong những cái trường hợp mà thiếu thốn về mặt tình cảm, mà còn phải chịu những cái áp lực như là nợ môn, nợ học phí v.v. Cái thứ hai là gia tăng về cái sự căng thẳng, lo âu. Cái thứ ba là hình thành cái hình ảnh tiêu cực về chính bản thân của mình.
Chúng ta đã biết về vai trò của tư duy tích cực là hướng con người tới cái nhìn đúng đắn về sự thật và về những cái gì diễn ra xung quanh chính mình. Thay vì vậy thì áp lực học tập thi cử dẫn chúng ta đến cái sự nhìn nhận một cách tiêu cực về chính bản thân của mình. Nếu không đạt được cái mục đích của bản thân đề ra, không đạt được mục đích của xã hội đề ra, chúng ta sẽ có xu hướng là đâm ra trách cứ chính bản thân của mình và sau đó sẽ thực hiện những cái hành vi mà không tốt đối với thể xác cũng như là đối với tinh thần của chính mình. Và sau cùng là thái độ bất cần và buông bỏ. Mục đích của giáo dục là để đào tạo ra một con người có trí tuệ, có sự tinh cần đối với những cái công việc của mình, chứ không phải là đào tạo ra một con người buông bỏ những cái sản phẩm tri thức đó, để buông bỏ những cái giá trị trong việc học. Nguyên nhân của hiện tượng áp lực học tập thi cử là do đâu? Tôi có 3 cái phương diện. Cái thứ nhất là về xã hội. Các bạn biết là hiện tại là một cái thế kỷ, một cái kỷ nguyên của khoa học 4.0. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải trở thành một cái con người đa văn quản kiến để có thể làm được những cái việc tốt hơn mình những cái con robot nó sẽ làm. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái năng lực đặc biệt để có thể gây ấn tượng đối với các nhà tuyển dụng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải là một cái con người có hiểu biết trong một cái nền kinh tế tri thức này. Đó là những cái đòi hỏi bắt buộc chúng ta phải đáp ứng về lĩnh vực tri thức. Còn về những cái khác nữa thì nó nhiều quá. Cái tiếp theo là áp lực từ gia đình. Nếu mà gia đình thuộc dạng nghèo thì người ta sẽ lấy cái đó làm cái áp lực cho chính mình. Người ta sẽ nghĩ rằng mình phải làm cái thứ gì đó để gia đình của mình không còn rơi vào cái tình trạng nghèo khó như vậy. Bởi vì không một ai sinh ra trong một gia đình nghèo khó mà cảm thấy sung sướng hay là cảm thấy hài lòng về nó cả. Chúng ta luôn muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo đói đó. Chúng ta không muốn mọi người nhìn vào chúng ta bằng một cái con mắt là phải đi xin đồng này từ người này người khác. Chúng ta chịu một cái sự áp lực từ phía gia đình nếu như chúng ta không may mắn gặp phải những người cha, người mẹ không hề tâm lý. Áp lực cuối cùng là áp lực do chính bản thân chúng ta. Chúng ta thiếu hiểu biết về cái vấn đề này. Chúng ta không có một cái ý thức gì cả về cái sự học tập. Và từ 3 cái nguyên nhân đó, chúng ta cũng có 3 cái giải pháp tương ứng. Nhưng mà 3 giải pháp này phải từ trong ra ngoài, tức là giải quyết vấn đề về cá nhân. Chúng ta giải quyết về chính chúng ta như thế nào? Thứ nhất, chúng ta là những cái người học nên phải đặt câu hỏi là chúng ta học để làm cái gì? Chúng ta học vì chính chúng ta học vì sự hiểu biết của chúng ta học vì sự thăng tiến của chính mình. Điều đó là cần thiết. Và không thể nào phủ nhận sự xuất hiện, sự tồn tại và sự quan trọng của học cho xã hội. Dù ít, dù nhiều thì điều đó cũng là cần thiết đối với mỗi người. Và nếu như mà chúng ta phân định được cái mức độ quan trọng cũng như là phân định được hai cái đó thì chúng ta học tập rất là thoải mái. Những cái gì học cho xã hội thì học được, không được thì thôi. Chứ không, chúng ta không thể nào mà đè nén bản thân của mình vào cái tình trạng là mệt mỏi hay là suy nhược. Chúng ta không làm điều đó. Bởi vì chúng ta chỉ có một đời này thôi. Chúng ta chỉ có một đời để học tập này thôi. Và chúng ta không hề biết là đời sau chúng ta sẽ làm cái gì. Cho nên cố gắng hết sức có thể chúng ta lo lắng về sức khỏe của mình, sau đó là lo lắng về trí tuệ của mình. Cái thứ hai là từ làm câu hỏi thứ hai là chúng ta học nó như thế nào. Sau khi đã tìm ra được cái mục đích của việc học rồi, tiếp theo là tôi sẽ phải hiểu được cái quyền và cái nghĩa vụ của một người học sinh khi tồn tại ở trong môi trường giáo dục đó là gì.
Khi mà chúng ta hiểu được cái quyền và nghĩa vụ của chúng ta thì chúng ta sẽ không bị chế tài bởi những cái quy định quy luật được đặt ra bởi nhà trường đó, bởi xã hội đó, bởi chính gia đình đó. Chúng ta không phải là một những cái con chuột bạch, hay chúng ta càng không phải là những con người bị nô lệ cho những thứ đó. Chúng ta hoàn toàn tự do trong việc chiếm lĩnh tri thức. Tiếp theo là chúng ta phải tự thân nhận thức, vì điều này là hết sức quan trọng. Chỉ có sự nhận thức và trí tuệ mới là cái sự phân biệt rõ nét nhất giữa con người với con thú và giữa con người với nhau. Về phương diện gia đình thì cha mẹ phải là những cái con người hết sức là tâm lý, biết được con mình, năng lực của con mình, biết được tính cách của con mình, biết được những cái chỗ không ổn của con mình. Bởi vì môi trường gia đình là một cái môi trường giáo dục đầu tiên và là quan trọng nhất. Không ai có thể tự hào mà nói rằng là chúng ta không cần đến những người cha, người mẹ, chúng ta không cần đến sự quan tâm của những người xung quanh mà chúng ta vẫn có thể phát triển được dễ dàng. Cha mẹ phải là những cái con người khuyến khích và khích lệ con cái, bởi vì không phải lúc nào con mình cũng trong cái tư thế, trong cái tâm thế học là luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn bình an, luôn luôn phấn khởi với việc học của nó. Và chúng ta cần phải dự trù được những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra với con cái mình. Ví dụ như là bị stress, ví dụ như là bị sốt, bị cảm vì học. Cái tiếp theo là cha mẹ phải là những cái người đồng hành của con, tức là phải nhạy cảm để biết được rằng con của mình đang học cái gì và nó học ra sao và nó sẽ phải lựa chọn cái ngành nghề gì cho nó. Cái phương diện thứ ba là về xã hội. Xã hội sở dĩ là một cái nơi tồi tệ bởi vì trong nó tồn tại những cái điều xấu xa, bất ổn, ví dụ như là về bệnh hình thức, bệnh thành tích, rồi những cái thứ bất ổn đó giờ đây lại đè nén lên những cái thành phần tồn tại trong xã hội, và đó chính là quy luật. Thì tất cả những cái khái niệm nguyên nhân tác hại biện pháp đó cũng một phần nào cho chúng ta được những cái chất liệu để suy ngẫm được về cái hiện tượng là áp lực về học tập thi cử. Và theo tôi quan niệm thì cái hiện tượng này nó giống như là một cái liều thuốc phiện đối với tất cả học sinh hiện tại. Nếu như mà nó cái liều lượng nó vượt quá cái mức an toàn thì nó sẽ trở thành một cái sự nguy hiểm, một cái liều thuốc độc đối với sức khỏe cũng như là tinh thần đối với học sinh. Còn nếu như mà chúng ta ý thức là những cái áp lực đó tạo nên cái động lực để thăng tiến thì đó là áp lực cần thiết. Tôi xin